cảm ơn hành trình từ tới đêm đã đến trường em, đã đem đến cho chúng em những nền tảng và tri thức để chúng em có thể hiểu biết rõ về cái sự lập nghiệp của chúng em. Thật sự đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, mang tính thiết thực, đã giúp cho các em thêm rất là nhiều kiến thức thực tế, cũng như là giúp các em có một cái khơi dậy cái niềm đam mê đọc sách từ các em sinh viên. Và đại diện cho Bảo tàng Thư viện, tôi rất là vui mừng và hạnh phúc để đón nhận những cái tri thức mà chương trình Hành trình tới trái tim đã đem đến cho Long An. Và đây là một cái chương trình rất là có ý nghĩa đối với các bạn trẻ, để các em tiếp nhận những cái tri thức mới qua những cái đầu sách mà được Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên trao tặng. Sau khi đọc xong quyển sách này, em cảm thấy nó tiếp thêm động lực cho em, cũng như là một hành trang để mà sau này em có thể thực hiện được ước mơ của em. Những cuốn sách này thật sự đã thay đổi một phần nào đó nhận thức trong con người em và đã định hướng cho em về một tương lai, cũng như là cách thức để đạt được ước muốn của mình. Em mong là chương trình có thể đi đến những nơi vùng sâu vùng xa để mà cung cấp những thứ quý giá này cho những người khác, do những bạn trẻ khác không có khả năng và điều kiện để mua sách đọc. Đây là một cái chương trình nó khác so với những cái chương trình mà tặng sách của các cái chương trình khác. Đó là xuất phát từ cái tâm của một cái người rất là tâm huyết, đam mê đọc sách, đã trải nghiệm thực tế bản thân và chọn lọc rất kỹ những cái sách hay trên khắp cả nước. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và tri ân đến tập đoàn, ban lãnh đạo của Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên. Đặc biệt là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, một người đầy tâm huyết, là một linh hồn sống, đã sáng tạo ra cái chương trình Từ Trái Tim.